Ok, hiện tại thì mình đang ở bên An Sương nha. Lắp hai con bơm tăng áp. Con bên nước lạnh là con bơm cơ, còn con bên nước nóng là con bơm điện tử. Điện tử nhưng mà dòng điện tử thường nha. Giờ con nước lạnh sẽ thay con biến tần. Con nó kêu. Kêu vậy. Ok. Bùng hàng hết hồn. Tự nhiên gì bùng ra chứ. Cái dao cắt á, chuyển dao dùng cái dao cắt á. Nước nó có đen ra đúng không? Đúng rồi, đen cái một hồi nó thấy. Hiểu rồi. Cũng có ba na lấy cái con 300 rưỡi quách, 300 rưỡi quách lắp, quách lắp vô. Nước cũng yếu. Ủa. Cái con đó nó giọng còn mạnh hơn nữa. Nó kêu to hơn nữa chứ đúng không? Ở lại con nhỏ rồi không? Mày là ở đây nhiều đời mới bơm mình. Biết bao nhiêu quá rồi. Lúc đầu á giờ nó chạy êm chứ mùng sau mùng thời gian rồi bắt đầu nó mới giật mạnh. Ừ. Cái dòng bơm nó làm sao nó làm? Cái bầu đó bầu bằng sắt. Bên này nó làm bằng thép không rỉ, nó còn đờ nè. Sơn nó giống rỉ rồi hết luôn rồi nè. Bơm người gắt
mà không ra đúng không? Có một thời gian nó một phít đó. Đúng rồi. Nó lủng này thôi chứ gì đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Chính xác. Cái nào nó vậy? Banana mà. Con này cái thông số nó để chỗ nào? 800 phải không? Nhà nào bán thì gà bán. Tưởng cho thợ mình cái rồi, cái như cái nước nóng á. À. Gì chắc cái này không cho chứ để làm gì. Con này thì nói gì nữa, phải gọi là bao xài luôn đấy. Nói chung là chưa thấy ai mà phàn nàn về cái bơm này. Ủa rất co chạy luôn. Chuyển dùng cái co 34 cái được không?
không kéo nào được. Bơm để lên bờ đúng không? Có ạ. Xong rồi anh kiểm tra đường nước đi anh. Ok anh. Ấy là anh quay anh kiểm tra cái phòng anh thử xài vậy coi thử như thế nào. Coi nước mình nó chưa để tăng lên giảm xuống được dạ, nha. Anh coi thử nước phải đủ mạnh chưa ha, để tăng lên biết chừng tăng lên. Rồi rồi để em gửi qua Zalo cho anh nha. Ok, ok. Thì anh lên đây. Ok, xong rồi nha mọi người. Thì hiện tại thì đây. Mình đã lắp xong một con bơm Raken biến tần Raken nha. Hàng này của Trung Quốc thôi nhưng mà cái Trung Quốc chính hãng á của công ty nó sản xuất á, cho nên cái đồ bền nó rất là bảo hành. Con này tới 2 năm rồi. Con này là 800W thôi. Mình thay qua con Bana đó, con Panasonic để vào kia thì nó kêu ồn quá. Còn con bơm điện tử này thì người ta cũng đang có dự định thay. Nhưng mà tại vì dòng này mới người ta chưa xài nên người ta muốn xài thử con này xem thử như nào cái đó ha. Giữa hai dòng này thì dòng biến tần này thì mình có thể là tăng và giảm cái áp lực nước ở đây ha. Và khi nó tắt thì nó tắt rất là nhẹ nhàng. Còn khi nó chạy á, mọi người mở một cái thiết bị á thì nó chạy nhẹ đủ áp thôi đó. Còn nếu mọi người mở nhiều thì nó sẽ chạy nhanh cái máy lên, nó gọi là biến tần. Còn cái dòng điện tử này thì nó sẽ không ồn thôi. Dòng điện tử này chạy thì nó không ồn thôi, nhưng khi mở ra nó sẽ đề ba ha. Rất là êm luôn và tắt rất là êm luôn, nó không kêu như những dòng cơ kia. Đó. Ok vậy thôi, chứ hết rồi. Vậy là xong rồi. Tăng giảm gì em có hai nút này, tăng lên giảm xuống vậy thôi, không xuất nữa. Đây con nước nóng. Con nước nóng này chạy tắt chạy tắt. Tại vì cái con biến tần á là nó chạy đều luôn. Còn cái dòng này khi mà kết hợp vào giữa một biến tần và một điện tử nó sẽ không có được nha. Nó sẽ hơi khó là con này lúc tắt lúc mở, lúc tắt lúc mở này con này. Nhưng mà con biến tần nó sẽ cứ chạy đều hoài luôn. Tại vì khi mình mở cái vòi nước nhỏ ra nó sẽ chạy luôn đều cái luôn nha. Sau bao đánh đo thì chủ nhà này quất luôn con nước lạnh nước nóng luôn. Để cắm cho nó nóng rồi đã, lỡ mà hàn thì hàn, không hàn thì thôi. Khoan được chưa? Đù, má nó dơ nhỉ. Nhưng mà dòng này ít khi tháo lắm. Nhưng mà hết nước nó vẫn không bơm đâu. Nhưng mà mất nước thì cũng phải chạy tới sửa nước lên đấy. Thì đúng rồi, thì sửa nước lên thôi, ý là không có sợ phù ống mua đồ chứ. À đúng rồi, đúng rồi, cái đó thì chính xác.
xịn sò đúng không? Quá, gọi là quá chất luôn đấy. Nhiều nhà quá, bỏ vô cắt đo đồ tùm lum la, nhiều nhà bỏ vô grab. Hay nhỉ, khớp luôn. Đủ quá. Thế đúng là nó trùng hết, nhưng mà cho con này nó hơi lớn, nó bị cắn cái này thôi chứ. Ừ, không đưa vô. Đúng rồi, đúng rồi. Cái đầu ra đầu vô nó giúp nhau. Tăng maximum lên nha. Cái này tăng giảm dễ lắm nha. 45 là maximum, tăng lên là mình nhất giảm xuống ở đây. Vậy thôi. Còn xem nó hàng. Rồi còn bây giờ tạm thời thì tôi sẽ để là 40 cái đã, tại vì hai con nó 35 thôi, tại vì hai con á nó chạy cùng một lúc á, áp nó mạnh lắm hiểu không. Rồi bây giờ ông xuống dưới á, mà kêu ông mở cái hàng nước ấm đi xem thử như nào, thì nếu muốn mình thì mình thì tôi tăng lên cho. Alo nha. Đây, sau khi mà mình lắp con nước lần rồi á thì mình nói luôn là con nó nóng, nó chảy, nó không phù hợp với con bên tầng này, thì chủ nhà muốn thay luôn. Ok, một cặp rất là đẹp, cái ông mở nước ấm là được rồi. Chứ là che này, che một thùng này, che tàn cắt lại mới được. Đây cái máy quay của mình đang quay nó thu ghi âm rất là tốt nha, ngay cả tiếng gió thổi ngoài trời mình cũng nghe rất là ổn ha, cho nên cái máy nó sẽ êm á, thì tiếng máy nó sẽ hút vô rất là nhiều, nghe luôn cả tiếng gió luôn, mà gió thổi mọi người vẫn nghe luôn mà họ, tức là nó thu rất là nhạy, cho nên cái máy nó không có ổn đâu, ở ngoài thì nó êm lắm mà nó ngắt rất nhẹ nữa. Còn cái độ ổn ở đây là do cái máy quay mình nó thu nhạy quá đó, đây là nó ngắt này, nó sẽ ngắt từ từ xuống chứ nó không có ngắt đột ngột. Bên tần nó là vậy á,